của cô Lệ là đầy sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô Lệ. Lúc nào đến cũng ăn chè, ủng hộ giùm cho cô Lệ. Lê Hiếu gửi lời chào đến tất cả mọi người đang theo dõi kênh Phan Thiết Phố. Hiện tại thì Lê Hiếu đang ngồi ở quầy chè của cô Lệ. Dạ, ở địa chỉ là 83 Võ Thị Sáu, ngay góc đường Võ Thị Sáu với Tôn Đức Thắng nha mọi người, ngay góc đèn xanh đèn đỏ luôn. Và đây là một cái quầy chè rất là thân thương của cô Lệ, bán vào buổi chiều. Bây giờ thì Lê Hiếu xin mời mọi người cùng khám phá quầy chè của cô Lệ nha. Cô Lệ gửi lời chúc các quý khách của cô Lệ là đầy sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô Lệ. Nào đến cũng ăn chè, ủng hộ giùm cho cô Lệ. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô Lệ rất là nhiều để gửi lời chúc đến quý khách đang theo dõi kênh Phan Thiết Phố. Và đây là quầy chè của cô Lệ, thì cô Lệ bán các loại chè nào ạ? Cô Lệ có thể giới thiệu chút xíu được không ạ? Cô bán chè đậu trắng, chè chuối, chè khoai mì, chè thập cẩm, chè mè đen. Dạ, chè mè đen. Ủa gì cũng nhiều món quá cô Lệ ha. Nhiều món lắm mà, nhưng mà cô quên chè bắp. Dạ, chè bắp nữa. Ủa nhưng mà cái này là con thấy là trong này có hai cái nồi thôi, nhưng mà ở cái bịch này thì mình con thấy rất là nhiều các loại chè luôn. Nhưng mà một ngày cô đổi ha, cô đổi ngày nay cô đổi này, mai cô đổi cái khác. Hôm nay là bán chè chuối nè. Ở trong này là có chè gì? Chè khoai mì. Dạ, còn có bữa đây nữa, đây là mì đen, chè mì đen. Ô dạ, còn có bữa mình sẽ bán chè bắp. Ngày mai cô bán chè đậu xanh đánh. Dạ, chè xanh đánh. Thôi mì đem xuống đây là cô bán thêm lại. Dạ, có nghĩa là mình thay đổi món ha. Hôm nay thế này, mai thế kia. Cô Lệ bán lâu năm chưa ta? Cô Lệ bán đây là hồi cô Lệ 15 tuổi. Cái gì, 15 tuổi hả? Giờ cô Lệ nhiêu tuổi? 57 rồi. Ủa vậy là bán lâu vậy? Lâu lắm, bán hồi mẹ còn sống á. Là cô đó phụ mẹ là cô bán. Đến mẹ giao cho chị hai, rồi cô cũng đi theo chị hai bán luôn. Giờ chị hai mới về hưu rồi, giờ giao lại cho cô. 42 năm. Ờ sao con được lúc nào con làm phép tính cũng lộn nha. 42 năm, trời kinh khủng luôn á. Con không ngờ là cái quầy chè của Lệ lại lâu đến như vậy luôn. Mà cô Lệ hồi trước là cô Lệ bán địa chỉ nào? Hồi trước là cô Lệ bán với chợ Bình Phú á. Ở đây xong mới đánh xuống chợ Bình Phú. Thì sau này là chợ Bình Phú nó làm cảng. Không có nữa thì lên đây. Cái chỗ này là bán được bao nhiêu lâu rồi cô Lệ? Hình 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi thôi. Cô Lệ ngồi một chỗ vậy thôi hả? Bữa thì ngồi bên kia. Hôm nay là người ta làm tổng, người ta không cho ngồi nữa, mình về mới đây. Gắn bó với nghề chè này lâu hơn cô Lệ ha. Cuộc sống nuôi con nuôi chồng luôn á. Hả cô Lệ? Con thì hôm nay vô đại học lúc năm 2 rồi. Vô đại học rồi. Học trường nào cô Lệ? Cô có khả năng cô cho em học ở ngoài Phan Thiết á. Mà em cũng giỏi lắm, em xuất sắc luôn. Dạ, vậy cũng mừng rồi cô Lệ ha. Cho con mình nó đi học tới nơi tới chốn là mình vui lắm. Ăn tối ăn gì mà con học gì là cô mừng lắm rồi. Tự nhiên con thấy hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam mình á, một phụ nữ Phan Thiết luôn nha. Hôm giờ con đi quay nhiều nơi khác nhau á, là con thấy mấy cô ngày trước á, ai cũng bán một cái quầy rất là đơn sơ nhỏ thôi, nhưng mà nuôi cả gia đình của mình luôn và lao động từ xưa giờ là mười mấy, hai mươi mấy, ba mươi mấy năm. Bây giờ gặp cô Lệ là 40 mấy năm, 42 năm. Nói chung là giỏi quá trời giỏi. Nghĩ lại hành trình của mình, mình nghĩ lại hành trình của mình thấy mình giỏi giang, can đảm, kiên cường. Nhưng mà hãnh diện đúng không? Thành thiện chứ, mình làm được để mình lo cho con mình mà. Mình lo được cho một đứa đi học đại học là mình cứ nghĩ ra thôi, chứ không dám không. Dạ, thương cô Lệ quá. Dạ, cô Lệ bán chè này nè. Mà giá như thế nào cô Lệ ha? Dạ, chè 5 ngàn bật không? Cứ 5 ngàn bịch vậy ha? Bật cái gì cũng 5 ngàn chén, 5 ngàn đó cơ. Dạ, ôi trời, chén cũng 5 ngàn chén luôn. Cái gì cũng 5 ngàn luôn. Có món nào cao hơn 5 ngàn không? Không có. Mọi người thấy vậy nói thì sao, cái lời kể chứ hồi xưa anh bán sao, bây giờ anh bán gì hồi xưa có 2-3 ngàn, hôm nay 5 ngàn. Dù mấy bạn nói sao không lên, nó không mau kể nó lên được mấy chục ngàn để tôi chịu cũng được, chứ lên thấy kỳ quá. Thôi để bán mấy giờ? Cô lại bán giận giúp mà mười luôn mà. Thôi từ mấy giờ tới mấy giờ? Là 10 giờ. Từ 11 giờ, 10 giờ trước. Bà mười bên cạnh hàng này là bà mười đang bán hột vịt lộn nè, ốc với lại ốc. Bữa nào Lê Hiếu sẽ nhảy qua hàng bà Mười review cho mọi người nha. Bà Mười bán hai cái món đó cũng hấp dẫn á. Dạ chú mua cái gì chú? Bây giờ chú có nghe
Chè chuối, dạ đây có. 5.000. Cái này con thấy nãy giờ mấy chú mua nhiều nha. À. Mấy chú ủng hộ chè dữ chứ. Đây đối tượng khách của mình là lứa tuổi nào ạ? À? 2, 3, 4, 5 đủ chú, cảm ơn chú. À đủ hết. Không có cái ai mà không có ấy đó, lớn nhỏ. Dạ chị lớn bé. Dạ à. Ai cũng ăn chè. 5.000 chén quá rẻ luôn. À, chè ngon đó. Quá trời. Ở đây cái chè của cô Lệ là ngày trước giờ là người ta khen cái vị nó không có ngọt. À không ngọt, đó cái đó con thích á. À, cái ngọt quá con ăn con hôm giờ ăn ngọt quá chịu không nổi. Dạ. Dạ chè không ngọt lắm. Dạ. Nên con thấy mấy chú ăn được đó, lý do là không ngọt. Đúng rồi. Nước cốt dừa ngon không? Không. Thấy này nãy thấy người ta, thấy người ta, cái sòn cốt dừa ngon. Người ta nói cô á thể làm nước dừa không ngon. Nói cũng bình thường không có gì hết. Khiêm tốn nhé. Không, là khiêm tốn. Không biết mặt gì hết. Yeah. Chỉ nước dừa là chỉ là bỏ lá dứa thôi. Rồi bỏ một hai miếng bột rồi mình làm cho đến cái án này thôi. Chứ để nó không có thì nó lỏng. Dạ. Yeah. Cô lại khiêm tốn quá. Ta khen ngon mà mình cũng nhận không có ngon. Bình thường. Dạ. Bây giờ cho con một chén chè đi. Chè gì cô Lệ thấy ngon, cô Lệ cho con một chén. Cái này đây. Cái nào con cũng ăn luôn hai chén luôn. Con giờ cái này trước. Dạ. Đây là chè khoai mì. Cái mì. Nước cốt dừa kia, nước cốt đây, dừa đây, ngon đây. Quá nè. Đó, từ từ để con coi cái nước cốt dừa đã. Đây cái son nước cốt dừa nè. Đó mọi người nhìn son nước cốt dừa. Cô Lệ cho con xin cái nước cốt dừa con coi lại. Đó, đặc nghẹo luôn nè. Dạ, cảm ơn con nha. Ngon quá. Ở đây ai cũng vui vẻ hết nha, con để ý không? Con đường này ai bán cũng dễ thương hết trơn. Đây là chè khoai mì. Ở trong chè khoai mì này á là có chỗ ngồi cũng vui ha. Chỗ này có chỗ ngồi cũng vui. Có dừa ha. Dừa miếng. Dừa miếng dạ. Dừa miếng rồi có khoai mì. Có bột bán. Bột bán. Dạ. Rồi Lê Hiếu xin mời mọi người cùng thưởng thức chè khoai mì chung với Lê Hiếu nha. Ngon quá cô Lệ ơi. Ngon lắm nha mọi người. Ủa sao ngon dữ ta? Hôm giờ con không biết chè này hơn. Ngon thiệt không? Không ngọt nha. Ngon thiệt không? Thiệt, con nói thiệt. À. Trời ơi, con là ngon lắm ngon. Còn không ngon thì nói là cũng được. Còn này ngon, nói ngon nha. Ngon. Thơm lắm. Không, tới nữa anh Đức Anh phải ăn một chén nha. Rất là ngon, thơm mà. Cái khoai nó bùi lắm. Cái mùi nó cũng vừa nó nhẹ. Rồi cái mùi của... ở xung quanh là bột bán với lại cái gì nó bột ra nó cái nhựa của nó đó không dạ cái nhựa của khoai á. À khoai ha, ngon lắm, thơm. Ngon thiệt, số 1 luôn, không chơi vào đâu được. 5.000 một chén nha, cực kỳ rẻ. Có cái dừa á, ăn nó sực. Hôm nay là dừa nó hơi non đó con. Không mà con công cũng là màu à, dạ cứng hả? Cứng, mà con công nhận là nó chè mình nè à, nó không có ngọt nha, dễ ăn ghê. À. Dạ. Ăn nó thơm nghiền luôn á. Đây chè chuối ngon quá. Tại sao ngon quá mà con phải ăn nữa? Hồi nãy là con no rồi á, nhưng mà giờ nhìn thấy chè hấp dẫn. Ăn một miếng vô là nghiền liền. Đây là nước cốt dừa, con muốn ăn thử nước cốt dừa không á. Đây nước cốt dừa không ạ. Cốt dừa nó nhạt bình thường nó chỉ thơm mùi lá dứa thôi. Dạ mà đi ăn chung với chè nó hợp. Dạ. Nhưng mà cái cô cũng có cái đường trong đó, nhưng mà cô nếm bao nhiêu. Dạ rồi, con thấy có nhiều người người ta tiểu đường nữa là người ta bỏ nước dừa cho nhiều. Dạ. Ta ăn cái chè không, mà bây giờ là vậy, xu hướng chè là không ngọt chứ. Ngọt quá ăn không nổi, ăn được có một xíu là ngán rồi. Còn này không ngọt thôi, mình ăn thấy đã nha, ăn nhiều con luôn. Chè chuối sẽ ngọt hơn cái chè hơi mì một xíu. Dạ nhưng mà ngon luôn, chuối mềm. Chuối ngon nha. Nấu chè này mình hầm lâu không cô? Mấy chè này nè cũng lâu đó con, chuối nó hầm hơi lâu chút nó mới ra cái màu này. Hai loại chè này con thích ăn chè khoai mì. Tại nãy ăn vô đặc biệt quá. Giờ con ăn chén thứ hai, nói chung con thấy vẫn ngon. Nó cũng không có phải là ngọt, nó ngọt vừa nhẹ thôi. Dạ ngon, chuối ngon ghê em nè, chuối luộc lên rất là đã. Cũng mong cho cô Lệ buôn may bán đắt một xíu. Rồi
ai thương tình thì mua nhiều nhiều ủng hộ cho cô Lệ nha. Cô Lệ dễ thương, vui vẻ. Bán hồi xưa giờ yêu nghề bán chè, bán rất là ngon. Dạ, Thiếu khen rất là ngon luôn. À, còn cảm ơn cô Lệ rất là nhiều. Hy vọng ở thời gian tới là cô Lệ sẽ bán đắt hơn nữa nè. Con cô Lệ sẽ học ra trường, tốt nghiệp rồi tìm một cái nghề nào đó là để giúp đỡ lại cho mẹ, đỡ đồng cho mẹ, đúng không? Dạ. À, giờ thì Thiếu mong là mọi người nếu mà có ghé qua địa chỉ này á, 83 đường Võ Thị Sáu, ghé qua ủng hộ và gánh chè rất là nhỏ nhỏ dễ dễ thương ở bên vỉa hè của cô Lệ thôi. Ủng hộ cô Lệ vài ly chè, vài bịch chè mấy về. À, và sẵn tiện thì nhớ đăng ký kênh giúp cho Lê Hiếu, ủng hộ Lê Hiếu luôn nha. Dạ, bây giờ thì Lê Hiếu xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye ạ. À. Dạ.